mà đi hết cái dốc Quy Hòa các bạn, thì mình sẽ vào Trại Phong Quy Hòa, nhưng mà mình không vào Trại Phong thì mình rẽ qua tay phải các bạn, rẽ qua tay phải sẽ vào khu dân cư của Quỳnh Ráng, tức là khu vực 2. Thì mình đi theo cái đường bên tay phải đó thì mình sẽ dẫn tới cái chợ Quy Hòa bạn. Đây là chợ Quy Hòa, nhưng mà cái chợ ở đây người ta họp sớm các bạn, họp đâu 3 giờ rưỡi 4 giờ sáng đó. Là tới giờ này là người ta ra tan rồi. Thì sát bên cái chợ ở đây bạn là có cái đường hẻm này, bây giờ bạn sẽ đi theo cái đường hẻm đây. Đây là phía ngoài đi vào các bạn, theo hẻm đây nó sẽ dẫn tới cái chùa Hòa Đồng các bạn. Chùa đây nó nằm trong cái khu vực 2 Gành Ráng đây. Bây giờ mời các bạn đi theo cái đường hẻm để vào tham quan cái chùa. Cái chợ Gành Ráng này nhỏ mà người ta họp chợ rất sớm, 3 rưỡi 4 giờ sáng, giờ này người ta tan hết rồi. Mình đi vào nó mấy lần không có lần nào thấy chợ họp hết. Đây là cái đường bê tông khoảng 3 mét, 2 mét rưỡi 3 mét dẫn vào cái chùa Đồng. Mình cứ đi thẳng các bạn, đừng có rẽ qua, đi thẳng hết cái đường bê tông này là sẽ tới cái chùa Hòa Đồng. Chùa nhỏ thôi các bạn, chùa khu vực. Ok, mình đi cho biết các bạn, mời các bạn vô tham quan cho vui. Chùa Hòa Đồng ở khu vực 2 Gành Ráng đã sắp tới các bạn. Khoảng mình nghĩ khoảng ngoài đó vào đây khoảng 200 mét. Đây bạn là tới cái ngã ba đây là tới rồi, là chùa Hòa Đồng rồi. Bây giờ mình là tới cái chùa Hòa Đồng rồi các bạn, ở trong khu dân cư Quy Hòa, tức là như thuộc khu vực 2 của Gành Ráng, khu vực mà đúng là khu vực 2, hình như khu vực 1 hình như là ở trong bãi xếp các bạn, còn chỗ đây như khu vực 2. Giờ mình đi vô tham quan thử các bạn, thấy bữa nay mở cổng rồi. Trước mình tới mấy lần mà như là đóng cổng. Có chúa giữ chặt. Đi. Chó sủa. Ồn ào quá. Để mình coi thử. Mình quay sơ cái chánh điện các bạn. Đây là cây bồ đề ở trước cổng các bạn. Mình nhớ xuống xíu nó im rồi. Mình thấy cũng không có ai đi vào, quay các bạn tham quan nhiều. Sợ nó xuống ồn ào quá. Chỗ đây có cái tượng Quan Âm, mà vừa nhỏ nhỏ. Phía bên đây là như có cái nhà mới xây, còn cái chùa đây thì mình thấy có vẻ mới mà mới ta tu sửa chắc trong khoảng chục năm, thấy ngói hơi có vẻ đèn đèn xuống một xíu mà. Chắc là mình đó trong khoảng chục năm. Nhà trong kia thì ngói hơi lâu xíu mà không biết có đi vào, để mình đi qua cái miếu này. Bên đây là dinh Tiểu Diện. Tiêu Diện. Thấy cái tượng Tam Tạng. Nhà đây thì thấy để Phật lịch 2550 rồi, tức là 2006.
Đây là một cái vườn lâm tiền địa tượng trưng mà chắc là lâu rồi, là chắc là dịp lễ người ta mới trang trí sao thấy để không. Chánh điện là đang đóng cửa. Chào chú. Chú Tiểu. Mình đi lên đây mình ngồi xuống coi cho có quay được. Bên trong chánh điện. Bây giờ chút coi. Chúng đi quay lại mình quay vô. Trong chánh điện tối rồi. Sao? Chùa Hòa Đồng đứng ở ngoài cái đại lộ khoa học nhìn vào thấy mà sáng nay là mình tính đi vào cái trung tâm khoa học thử nhưng mà thấy khách tham quan còn đông lắm mà đăng ký chắc khó đăng ký mà. Tại vì người ta đi theo đoàn là nhiều, thấy ngày nào cũng 5-6 đoàn gì. Sau chùa là có cái đường, cái đoạn đường đây nằm trong như trung tâm ở đâu mà không phải đến cái công ty gì, không phải trung tâm rồi, lọt nhà khách ly vô à, không biết là lọt nhà khách ly thì mình sẽ cắt. Cắt cái đoạn đây nha, nếu mà là lọt nhà khách ly vô thì bản quyền phải cắt. Ở ngoài nhà dân như là mở xe tàu quá, bay vô này. Chùa đây nhỏ mà, và đây tượng Phật gì là. Mà thấy ông chú ông chào cho ông chẳng mở cửa cho vô. Rồi mình quay được cái gì quay rồi. Quay thử các bạn có thấy gì. Đây. Trong chánh điện. Sâu là khoảng 10 mét. Thôi xin chào các bạn. Mình quay cái chùa đây để cho các bạn biết ở trong khu dân cư gần ráng ấy mà. Đi thêm ra phía sau của cái chùa Hòa Đồng các bạn để quay cho các bạn tham quan luôn cái đoạn phía sau này, người ta đang thi công cái đường rồi. Đường đất, đường nhựa ấy ha. Hình như là cái đường này để mở từ cái đường đại lộ khoa học các bạn. Cái đường ở ngoài quốc lộ 1D đi vào trung tâm khoa học á, là đường đại lộ khoa học. Hình như cái đường đó sao đi vào đây nè. Mở chắc đi vào khu dân cư Quy Hòa đây. Hôm trước mình thấy một cái bãi đất trống các bạn. Thấy người ta đổ đất á. Mà đây chỗ đây thì người ta đang làm đường. Đây là phía sau của chùa Hòa Đồng các bạn. Đây phía sau chùa Hòa Đồng. Bây giờ mình đi ra phía trước này, bên hông chùa Hòa Đồng rồi. Đây là phía sau chùa. Đây bên đây là nhà vệ sinh các bạn. Chỗ đây hình như là khu nhà thầy ở nè. Do hồi nãy là phía trong thấy
đóng cửa thôi, mình không vào. Đây là bên hông chùa nè. Mình quay thêm một cái đoạn để các bạn biết là cái vị trí của cái chùa Hòa Đồng này. Tức là nếu mà bây giờ người ta mở cái đường kia thì đi ngoài Đại Lộ Khoa Học các bạn, đi vào thì nó sẽ ra phía sau của chùa Hòa Đồng. Nếu đi đường Đại Lộ Khoa Học vào thì cũng sẽ đi tới cái chùa đây. Còn hiện tại là chỉ mình đi cái đường bê tông phía trước thôi các bạn, là đi đường đây, đường bê tông hồi nãy mình đi vào mà khu dân cư sát bên chợ Quy Hòa đi vào á. Còn đây là cái đường đi ra phía sau của chùa Hòa Đồng thì người ta mới mở một con đường lớn các bạn, hay là mở đường lớn lắm, từ ngoài cái cầu của chỗ Đại Lộ Khoa Học á đi vào đây. Thôi xin chào các bạn.